Thì sau đây sẽ là cái hướng dẫn cho các mẹ sử dụng điệu flex với tư thế sơ sinh ha. Mình sẽ có thể chỉnh như thế này, hoặc là nếu mà mình cảm thấy rộng quá mà em bé của mình bị tụt quá thì mình sẽ có thể chỉnh vào như thế này. Đây, cái phần dây đai mình sẽ chỉnh cho vào phần bãi luôn, và mình sẽ rút cái dây lại như thế này. Cuối cùng thì cái dây nó sẽ được như thế này, là mình đang điều chỉnh, mình sẽ điều chỉnh cả hai bên dây luôn. Tiếp theo thì mình sẽ mặc cái điệu vào. Mình sẽ trải điệu ra 2/3 vai và 2/3 cánh tay. Đây mình sẽ trải điệu ra. Tư thế sơ sinh thì cần ôm em bé một xíu cho nên là mình cũng có thể chỉnh nhiều vào thêm nha. Đây mình sẽ có thể chỉnh nhiều vào thêm như thế này. Mình sẽ quay ra phía sau, mình sẽ chỉnh cái phần dây lại cho hai bên đều nhau và cái phần logo nó nằm ngang thắt lưng của mình, để mà cái lực điệu em bé nó sẽ được chia nhỏ ra. Đây, với tư thế sơ sinh đó thì đầu tiên mình sẽ đặt em bé nằm như thế này. Các chị cứ ngồi xuống bình tĩnh mà làm ha. Và đầu tiên là mình kéo cái cánh điệu ở trong ra, mình cho cái mông em bé ngồi hõm ở cánh điệu ở trong. Tiếp theo thì mình đỡ cái đầu em bé và cho cái cánh bên ngoài á, nó đỡ cả cái đầu em bé như thế này. Đây, nó đỡ cả cái đầu em bé như thế này. Và mình có thể cho hết cái chân của em bé vào trong cái cánh điệu ở trong luôn, rồi mình sẽ bọc cái cánh bên ngoài. Hoặc là mình có thể cho chân em bé ra ngoài như thế này, để mà cái chân em bé nó sẽ đưa ra bên ngoài. Rồi mình sẽ đỡ hết cái cánh bên ngoài qua đến chỗ bên này của em bé. Đây, tư thế em bé sơ sinh, em bé sẽ nằm xuôi như thế này, chứ em bé sẽ không nằm ngang bè ra. Bởi vì em bé nằm ngang bè ra thì có thể là em bé bị hõm xuống dưới và sẽ không có không gian để thở. Tuy nhiên ở đây thì em bé đang có không gian để thở. Rồi ok, với cái cánh mà mình cảm thấy là nó quá dài thì các chị có thể xắn cái tay lên như thế này, để mà thuận tiện cho cái việc mà mình hoạt động nhiều hơn cả hai cánh luôn đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng dây đai. Mình cũng sẽ sử dụng dây đai giống như tư thế M vậy. Khi mà đi ra ngoài á thì các chị sẽ phải đỡ em bé lại. Ví dụ như các chị thấy ở đây là em đã đỡ em bé bằng hai cái cánh điệu rồi và đang giữ em bé rất là chắc, cho nên là em sẽ không cần phải dùng cái tay của mình để mà đỡ em bé hay là bế em bé khi mà với tư thế nằm ngang nữa. Đây, và cái túi ở đây thì mình sẽ đặt ngang em bé như thế này luôn, xong rồi mình sẽ cũng sẽ cho lên cao như thế này để buộc lại đây nha. Rồi mình sẽ đưa lại ra phía trước và buộc giữ em bé như thế này, hoặc là mình có thể buộc ngang đây để giữ em bé chắc chắn nhất có thể khi mà mình đi ra ngoài. Đây mình sẽ thắt lại. Vậy là xong, chúc các chị thành công.